Xin chào các bạn nam thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Hôm nay Thanh Lâm chia sẻ các bạn một phương pháp đặt bếp để cầu con. Bây giờ Thanh Lâm mời các bạn cùng tham khảo. Cũng như vấn đề cũ là ở trên là hướng nam ha. Hướng nam, mình ghi hướng nam để các bạn biết. Cung ly. Dưới là bắc. Còn gọi là khảm. Bên trái là đông, còn gọi là chấn, cung chấn. Bên phải là tây, còn gọi là cung đoài. Bây giờ mình sẽ ghi những cái bạn mà năm sanh, đồng thời ghi luôn cái quẻ để cho các bạn nắm bắt. Năm sanh thì có bây giờ mình ghi cho những các bạn coi Đông Tứ Trạch cùng tốn trước ha. Tốn thì cái quẻ nó tốn là như thế này. Tốn hạ đoạn. Tốn hạ đoạn là có một cái nét dưới cùng là cái nét khuyết, gọi là quẻ tốn. Tốn đây nó là thuộc mộc. Tốn thì là nó đông nam ha. Nó thuộc là đông nam. Đông nam thì nó gồm có là thìn, tốn, tỵ. Đây là thìn tốn tỵ, đây là cái quẻ đông nam, quẻ tốn. Tốn thì cái hành nó đó là nó thuộc là hành mộc. Hình mộc, hình tướng của nó là hình trụ, màu nó là màu xanh. Các bạn nhớ mấy cái này để xanh mình ráp vào khi mà mình xây nhà cửa hay là mình kết hợp ngũ hành, để thì mình biết được cái hình tướng nào là nó thuộc là mộc, kim mộc thì qua thổ, để mình ứng dụng trong cái mặt tiền của căn nhà của mình để cho nó phù hợp và hút được cái trường khí của phương hướng vào. Người mà cung tốn mà nam á thì có năm sanh năm 1951 năm 1960 69 78 87 và 96. Đây là những người có cung tốn nha các bạn. Thì mình sẽ đặt bếp những người đây là cung tốn là thuộc là mệnh Đông Tứ Trạch. Mệnh Đông Tứ Trạch thì nó gồm có là hướng nam, đông nam, đông và bắc. Thì còn bốn hướng còn lại là bốn chỗ hung, còn gọi là bốn cái hung để mình đặt bếp, còn gọi là tọa bếp, tọa hung. Rồi mình hướng về cát là hướng về cái hướng nam, đông nam, hướng đông hay là hướng bắc, đó là gọi là hướng. Còn tọ là mình tọ vào cái cung đoài hay là cung khôn, cung càng hay là cung cắn, gọi là mình tọ hung. Tọ là tọ vào cái cung, mà hướng là hướng nam, đông tây nam bắc. Rồi thì bây giờ người cung tốn á mà muốn được sanh con trai, sanh con trai á thì mình sẽ nói chung là sanh con là chính ha, còn con trai con gái là nó còn một cái phương pháp khác. Thì bây giờ mình nói là sanh con thì cung tốn thì mình sẽ đặt đâu ta? Cung tốn thì bếp tọa bốn cái cung hung hướng về cái hướng bắc ha các bạn, nhìn về hướng bắc. Thí dụ mình đặt cái đông nam đó, cứ nhìn về hướng bắc, hay là mình đặt tây đó, hay là tây bắc, hay là đông bắc. Bếp á mình đặt về đông bắc thì tất cả đều phải nhìn về hướng bắc là mình sẽ cầu được con đó. Mà tại sao mà bình thường mình muốn sanh con nó khó, nhưng mà sau khi đặt bếp thì mình sanh nó dễ dàng hơn.
Thì trong cái khoa học mà phong thủy á, chứng minh rằng khi mà mình tác dụng được một mình gọi là mình kích hoạt được một cái trường khí tốt mà đặc biệt là đường con cái thì nó sẽ hội tụ vô bốn cái cung xấu này. Nó nếu mà người cung tốn thì cung con cái nó nằm tại là chánh cung khảm, còn gọi là hướng bắc đó. Cứ mình cái tác và nhìn về cái hướng đó là mình là tỷ lệ mình sanh con sẽ tốt hơn. Cái trường khí này làm cho cái tâm trí của mình nó sảng khoái và chuẩn bị, nói chung là tinh thần hay là tâm trí rồi nó thoải mái để mình chuẩn bị quá trình sanh con, cho nên việc nó thuận tiện hơn. Về cái mặt tâm lý á, nếu như các bạn trục trặc về mặt tâm lý, cái việc sanh con nó cũng khó khăn đó. Còn cái việc mà muốn sanh con trai á thì đặc biệt là nam giới hạn chế làm việc, hạn chế làm việc nặng. Thì trong cái khoa học từ cổ chí kim cũng có ghi rằng là những cái động vật mà giống đực cũng như là con sư tử, thường là con sư tử cái kiếm mồi cho con sư tử đực nó ăn. Thì sư tử đực mà hoạt động ít thì tỷ lệ sanh con đực nó nhiều, luôn con người cũng vậy. Các bạn thấy những người mà lực sĩ hay là những người mà chơi game hay là thể tạ gì đó thì càng thể lực càng nhiều thì tỷ lệ sanh con gái nó càng cao, mà những người mà ở không nhàn nhã thì sanh con trai nó dễ dàng hơn đó. Về cái mặt và sinh lý và tâm lý, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi cho những cái bạn, những cái bạn mà con khác. Mình sẽ đi tiếp là bạn cung cung trắng đi. Cung trắng thì năm 1961, cung trắng. Trắng thì nó có một cái này gọi là trắng ngưỡng bồn, cái quẻ nó là hai cái quẻ trên nó khuyết, quẻ dưới nó liền ha. Nó là chánh đông. Nó là chánh đông. Thì nó có gồm có là giáp mão ất, giáp ha. Rồi mão ất, giáp mão ất ha, nằm ở chỗ này. Đông thì đó là cung trắng. Trắng thì màu của nó là màu xanh, nó thuộc mộc. Trắng nó cũng là thuộc mộc. Hình trụ màu xanh đó, nó là màu xanh. Người cung trắng thì có năm sinh năm 1952, 52, 61, rồi năm 1970, rồi 79, rồi 88, rồi 97. Đây là những người có năm sinh thuộc cung trắng mà người nam thì sẽ đặt đặc biệt cũng là bốn cái hướng hung, mà nhìn về hướng nam ha, nhìn về hướng nam thì sẽ được. Đây là bếp, đây cũng là bếp, nhìn về tất cả nhìn về hướng nam, đây cũng nhìn về hướng nam, bốn cái cung hung mà đó thì sẽ nhìn về hướng nam thì tỷ lệ tìm con trai rất là dễ dàng. À, các bạn nhớ nhớ chỉ biết năm sinh của mình và đặc biệt bốn chỗ hung này sẽ nhìn về hướng nam là chắc chắn là sẽ thành công cao. Nhưng mà riêng nếu mà Tây Tứ Trạch thì cái hướng bắc là hạn chế nha các bạn. Tây Tứ Trạch thì cái chỗ bắc là hạn chế đặc biệt. Rồi chúng ta đi sẽ đi tiếp những cái bạn có năm sinh kế tiếp. Người cung tốn cung trắng rồi tới cung khảm trung mãn, cái quẻ là khảm trung mãn nha các bạn. Khảm trung mãn có nghĩa là gì? Cái quẻ chính giữa nó liền gọi là nó mãn, gọi là khảm trung mãn. Nó là chánh bắc, nó là chánh bắc.
À, chánh pháp thì nó gồm có là nhâm, nhâm tý quý, nhâm tý và quý. Nhâm tý quý là tại Bắc. Khảm thì có chữ là khảm. À, khảm thì nó là màu đen, đó là thuộc khảm là thuộc thủy ha. Ngũ hành nó là thuộc thủy. Thuộc thủy thì hình tướng của nó là vượng sóng ha. Nó là màu đen đó, nó là màu đen. Còn cái năm sanh thì có năm sanh năm 1954. Rồi 63, 72, 81, rồi năm 90. Đó, năm 90, năm 99. Đây là những người có năm sanh này đó, là thuộc cung khảm mà nam thì sẽ đặt bếp. Khảm thì đặt bếp bốn cái phương hung, tất cả đều nhìn về cái hướng đông nam à, nhìn về hướng đông nam à, tất cả bếp phải nhìn về hướng đông nam nghe các bạn, thì tỷ lệ sanh con rất là dễ dàng. Còn muốn sanh trai gái gì thì là phương thức hồi nãy mình có chia sẻ rồi. Đàn ông hạn chế lao động nặng nhọc, giảm rượu bia, ăn thức ăn là nó hơi mặn hơn bình thường một chút xíu để nó loại trừ những con tinh trùng mà nữ ra, nó giữ lại con tinh trùng nam. Đó, tỷ lệ sanh con nó rất là dễ dàng. Thì cái kênh của mình đó là thấy đa phần là những cái em từ 18 tuổi cho đến ba mươi mấy tuổi là tỷ lệ xem rất là nhiều, chiếm tỷ lệ cũng khoảng 40 đến 50%. Thì mấy cái bạn này thì trong cái lứa tuổi cũng đang yêu đương và chồng vợ thì cũng nên tìm hiểu thêm để mình có một cái đứa con như ý. À, rồi bây giờ tiếp tục cho những cái bạn cung cuối cùng. Hồi nãy là mình coi giờ còn bạn cung ly. Cung ly thì ly trung hư nó khác khảm nha. À, nó đối đối với khảm nha. Ly trung hư là có nghĩa là chính giữa nó bị hư, nó bị đứt đoạn gọi là ly. Ly thì nó chánh nam, thì nó gồm có là bính ngọ đinh, nó là có ba sơn á nha, bính ngọ và đinh. Ly thì nó thuộc là hỏa, hành nó là hành hỏa, hình tướng của nó là hình tam giác, màu của nó là màu đỏ. À, người cung ly thì nó sẽ là có năm sanh người cung ly có là năm sanh, người cung ly có năm sanh là 55, năm 1955, 55, 64, 73, 82, 91, rồi năm 2000. Đây là những cái người có năm sanh như thế này mà nam á, thì là thuộc cung ly. Cung ly thì sẽ đặt bếp chỗ nào? Thì chúng ta sẽ đặt bếp bốn cái cung hung, tất cả đều phải nhìn về cái hướng đông
hang bếp đặt của bốn cung hung nhìn về hướng đông, thì chúng ta sẽ mình sẽ kích hoạt được cái cung con cái nó về rất là thuận lợi. Qua bài này Thanh Long chia sẻ các bạn, đặc biệt các bạn nam, và xin chào các bạn luôn luận giải thành công. Xin chào.